2023 Auto 365 Đà Nẵng chính thức được khai trương. Auto 365 Đà Nẵng ra đời là sự góp mặt, góp công, góp sức của tất cả các cổ đông, các thành viên của Auto 365 Đà Nẵng trong sứ mệnh không ngừng phát triển và vươn xa, mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến với quý khách hàng. Hy vọng anh em chúng tôi sẽ mang đến một làn gió mới, một cái nơi để giao lưu, nơi để cho các thương hiệu anh em trong cả nước chúng ta có thể trao đổi với nhau, cùng ngồi với nhau, gắn bó và đồng hành cùng với 365 Group cũng là được 8 năm. Với cũng rất là cảm ơn 365 Group đã tin tưởng giao cho trọng trách là phân phối các nhãn hàng, cũng rất là vui và hạnh phúc và cũng rất là cảm ơn mọi người cùng đồng hành. Làm kinh doanh đúng không ạ? Chúng ta phải luôn luôn biết được những cái sản phẩm mới, những cái gì để cập nhật để đưa vào hệ thống của chúng ta để bắt kịp được xu thế. Đó là cái điều tất yếu, tất nhiên, dĩ nhiên chúng ta phải làm. Với cái quy mô cùng với trang thiết bị hiện đại thì chắc chắn Auto 365 Đà Nẵng sẽ là nơi chăm sóc xe cũng như là nâng cấp xe cho người dân Đà Nẵng, là một nơi trải nghiệm tốt nhất. Cho em xin phép thay mặt Auto 365 Đà Nẵng xin chúc tất cả mọi người có một cái tăng niên thật là đầy khởi sắc cũng như là đầy thành công trong năm 2023. Xin chúc Auto 365 Đà Nẵng nói riêng cũng như hệ thống Auto 365 toàn quốc ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện. Cùng có mặt và tham gia với buổi tiệc quan trọng, đó chính là sự kiện khai trương Auto 365 Đà Nẵng tại số 29 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 1, 2, 3. Trong cái ngày vui của 365 Đà Nẵng thì 365 Group cũng muốn đóng góp một cái gì đó, một cái buổi từ thiện chung để ủng hộ những người còn khó khăn hơn mình. Hôm nay mình được ăn ngon, được mặc đẹp là nhờ tất cả anh em hệ thống, tất cả những người bạn, tất cả những đối tác đã ủng hộ cho 365 Group. Em quyết định là ủng hộ những đồng bào ở khu vực miền Trung của mình, số tiền là 50 triệu đồng dành chung cho quỹ này. Và đại diện người con quê miền Trung, mình xin ủng hộ 79 triệu vô cái quỹ từ thiện ngày hôm nay. Ngôi sao đồng hành cùng với cả cái quỹ này 55 triệu. Cảm ơn bạn Chiến, cảm ơn ngôi sao. Em sẽ ủng hộ số tiền là 51 triệu đồng cho bức tranh này, ủng hộ quý đồng bào. Yeah, xin cảm ơn Hoàng Tuấn Âu Tô. 300 triệu lần thứ 2. 300 triệu lần thứ 3. Yeah, một lần nữa xin cảm ơn nhà hàng YesTest rất nhiều. Rất là vinh dự khi hôm nay được tham gia buổi đấu giá và cũng có một phần từ phía công ty để ủng hộ đồng bào miền Trung. Rất là cảm ơn các anh chị. Bảo tàng đối với người con Đà Nẵng cũng xin ghi nhận tấm lòng rất là trân quý đến tất cả anh em đã tham gia cái cuộc ủng hộ vừa rồi, đặc biệt là chỗ anh Ti, tổng giám đốc giấy tích. Tụi em sẽ chắc chắn sẽ làm những tấm lòng trân quý của anh Ti đến những bạn mà khó khăn cũng như những hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn anh Ti rất là nhiều.